Nhã Phương, Trường Giang là chỗ dựa vững chắc cho tôi và con, diễn viên Nhã Phương nói thấy tự tin, có thêm động lực mỗi khi nản lòng trong công việc lẫn cuộc sống nhờ lời động viên của chồng, cặp sau làm đầy tháng cho con trai đầu tháng 11. Người đẹp nói, từ ngày có thêm thành viên, không khí gia đình tôi luôn nhiều tiếng cười, rôm rã hơn trước rất nhiều, theo Nhã Phương, cô giữ được tinh thần thoải mái, không stress sau sinh nhờ chồng. Trường Giang nấu nhiều món ngon để vợ lấy lại sức, có nhiều sữa cho con bú. Con gái đầu hơn 3 tuổi của họ, bé Destiny, cũng cuốn quyết em không rời ở lần hai mang bầu thứ hai, Nhã Phương thoải mái chia sẻ niềm vui, tham gia các sự kiện của đồng nghiệp. Cô cho biết một phần vì được Trường Giang đồng ý, muốn vợ có tinh thần thoải mái, trải qua 5 năm hôn nhân, người đẹp cảm nhận chồng là chỗ dựa vững chãi về mọi mặt cho ba mẹ con. Ngoài sự yêu thương, Nhã Phương học được ở bạn đời sự mạnh mẽ. Hai lần sinh con đều không có chồng bên cạnh do Trường Giang phải đi làm, cô vẫn vượt qua mọi thứ thuận lợi, diễn viên nhớ hội đầu năm tham gia phim dài tập yêu trước ngày cưới, đạo diễn. Bấm máy ở những tháng đầu của thai kỳ. Khi phát hiện có em bé, cô hoang mang vì sợ không đủ sức khỏe, trong khi đã ký hợp đồng với nhà sản xuất, đặt nhiều tâm huyết. Trường Giang giúp vợ tháo bỏ tâm lý bối rối. Anh thường nói với Nhã Phương, vợ hãy cố lên. Một khi mình đã nhận vai hãy thể hiện đúng trách nhiệm, làm cho tốt, diễn viên tiết lộ thỉnh thoảng Trường Giang rất nghiêm khắc. Có hôm sức khỏe cô không tốt, muốn ở nhà nhưng chồng quyết thúc đốc để Nhã Phương ra trường quay. Theo cô, việc chồng quyết đoán như vậy một phần vì không muốn mọi người nghĩ rằng vợ nhõng nhẽo. Giả bệnh.